3 tỷ sự thật về Gojek Zomboid. Số lượng zombie mặc định của game rơi vào khoảng 74.000 con, riêng mỗi thành phố Louisville là 22.000 con. Biffle là linh vật của Gojek Zomboid và là biểu tượng của nhà phát triển Indie Stone. Và con gấu mèo này xuất hiện ở khắp mọi nơi, gấu bông, áp phích, bộ đồ hóa trang, ba lô, cửa hàng đồ ăn. Nhà tù Goldwood được xem là nơi nguy hiểm nhất cái game này, bởi vì có số lượng tù nhân zombie cực kỳ đông đảo và hung hãn. Chưa kể, phạm vi chiến đấu ở nơi đây khá nhỏ và tối tăm, gây cản trở rất nhiều khi chiến đấu. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của quần áo và có tất cả là 216 màu. Nếu bạn chọn nhân vật nam, bạn sẽ có tổng cộng 38 kiểu tóc khác nhau. Còn nhân vật nữ là 47 kiểu. Bạn có thể xem bản đồ của game một cách chi tiết qua trang web này, thay vì cái bản đồ cùi bắp trong game. Điều này sẽ giúp bạn cực nhiều trong việc quyết định xây căn cứ hay đánh chiếm một nơi nào đó. Có rất nhiều người lầm tưởng Mudround, Riverside, Goldwood, Westbourne là 4 thành phố chính của game. Nhưng bạn sai rồi. Game chỉ có duy nhất một thành phố là Louisville. Còn 4 địa điểm kia chỉ là 4 cái thị trấn nhỏ bé. Nếu so tài nguyên thì 4 thị trấn cộng lại không bằng một góc Louisville. Zombie cũng vậy. Khi bạn ăn đồ hộp, nhân vật của bạn sẽ dùng tay cầm cái lon đó lên và đưa vô mồm mà hóc lấy hóc để, cực kỳ kém sang. Nhưng nếu trong túi đồ của bạn có một cái muỗng, là cái hĩa, thì hoạt cảnh ăn của nhân vật sẽ thay đổi, nó sẽ lấy muỗng múc ăn, và điều này không tăng tốc độ ăn nha, là màu thôi. Có một thứ mà mình không hề để ý trong suốt thời gian qua khi chơi tựa game này, đó là điểm kinh nghiệm và cấp độ sẽ thay đổi hoạt cảnh của nhân vật. Ví dụ ở 4 cấp độ đầu của thanh thể hình, hoạt cảnh khi tập luyện sẽ khác khi ở cấp độ 5. Khi bạn đạt được cấp độ này, nhân vật của bạn có vẻ là đã quen với bài tập và thực hiện bài tập một cách chuyên nghiệp hơn. Bạn có nhận ra không có nơi nào để xây căn cứ mà không có điểm yếu. Ví dụ nhà kho ở Mudrow thì có đầy công cụ sinh tồn và sự an toàn, nhưng không có đồ ăn. Các nhà kho chứa đầy thực phẩm nhưng xung quanh là 3 tỷ con zombie. Hay tồi tệ hơn là những nơi cực kỳ an toàn, đồ ăn có, tài nguyên thiên nhiên đều có, nhưng lại cực kỳ xa các nơi trọng yếu. Đó chính là sự sắp đặt có chủ ý của nhà phát triển. Họ bắt chúng ta phải di chuyển liên tục nếu muốn sống ngon nghẻ. Chiến thuật xây căn cứ an toàn của bạn cũng bị nhà phát triển làm khó, bởi vì họ sẽ tạo ra những sự kiện như là trực thăng đến thăm nhà bạn, helicopter, helicopter. Tiếng một người nào đó hét lên, tiếng súng ngẫu nhiên không biết từ đâu ra. Có súng đây nè. Và mọi thứ chỉ duy nhất có một mục tiêu: kéo zombie đến nhai đầu bạn. Nút like và đăng ký kênh Phép Gaming hoàn toàn miễn phí và nó tạo động lực rất lớn với mình. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Trong thế giới Gojek Zomboid có tổng cộng trên dưới 5.600 công trình. Đó là người ta đếm chứ không phải mình. Gojek Zomboid đã từng có các NPC cùng bạn sinh tồn hoặc đối đầu với bạn, nhưng không hiểu vì sao nhà phát triển đã xóa tụi nó đi. Bạn có thể trải nghiệm với mod này. NPC sẽ gia nhập vào đội của bạn và tụi nó coi bạn ông cố nội của tụi nó, kêu gì cũng làm. Nhưng chắc không lâu sau bạn sẽ gỡ mod này ra thôi, vì trí thông minh của bọn nó thua cả đứa nhóc mẫu giáo. Có một cái áo trong game in hình một nhà phát triển, đó là Goldman Ron. Và cái áo đó đây, nhìn sợ thiệt. Nếu bạn bỏ đồ kim loại như muỗng vào lò vi sóng, nó sẽ bắt lửa và cháy. Đây là một chi tiết đúng. Nếu bạn làm vậy ở ngoài đời, lò vi sóng cũng sẽ bị y chang như vậy. Đây là clip ví dụ. Nếu bạn có chìa khóa nhà trong người, bạn có thể chuột phải và khóa luôn cánh cửa lại. Điều này không giúp ích gì ngoài việc tốn thêm một ít thời gian của bạn, zombie vẫn đập cửa như bình thường. Nếu bạn là một người yêu âm nhạc thì tin vui cho bạn đây. Trong Gojek Zomboid có rất nhiều nhạc cụ đa dạng như đàn guitar điện, kèn, trống, violin, piano, vân vân và mây mây. Tin buồn là bạn phải thêm mod này để chơi được những nhạc cụ đó.
thực phẩm tiêu thụ cùi bắp nhất trong Gojek Jumbo là gì? Đó là thuốc tẩy. Dù cung cấp đến 39 đơn vị nước nhưng nó giảm đến 99 điểm tinh thần của bạn. Và nó khiến bạn mất máu dần dần đến khi bạn... Và bạn cũng có thể đổ chai thuốc tẩy này vào đồ ăn để nhằm hạ độc hàng bạn cờ hó. Nếu nó không có kỹ năng nấu ăn cấp 7 thì 100% là nó sẽ... Vì nồi súp đó. Và đó là 20 sự thật về Gojek Jumbo. Nếu bạn thích video này, hãy để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp nhau ở video sau nhé. Giúp mình đăng ký kênh Phép Gaming nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.